Cho tôm. Lấy nước cho ta, ta khát. Em phải lấy bằng cái gì ạ? Lấy tay mà múc. Trời ơi, hả? Nó rơi hết rồi, thầy uống đi. Ủi giời ơi, cái đồ ngốc này, ta nói vậy cũng làm theo à? Đi lấy cái chén, rót nước vào cho ta. Nhanh lên. Dạ bẩm thầy, giờ con phải để ở đâu ạ? Thì để trên đầu ta ấy. Cái đồ ngốc, đồ vô tích sự, cút đi cho khuất vào ta. Cho nhân đâu, vào hầu ta. Sao cậu ngốc vậy? Có mấy điều dễ như thế mà không làm được. Thông minh để làm gì? Cứ giả ngu giả ngơ ấy, nó mới nhàn thân.